liền căn phố liền à nhóc. Vào vô số của vô hội, ba hộ là tôi. Ý trời ơi, ta tiếc thai cho đứa con gái lớn lên mà chưa có chỗ ngõ tình. Không biết chừng nào tôi quay đầu về nuôi. Khổ quá, hai vợ chồng con đứa con một mà lớn rồi mà lời hứa hẹn của dòng họ đến đến nay cũng qua lâu rồi, gần 20 năm rồi ít ỏi ha, vậy mà chưa tới đây để mà giao tờ bắt tự niên canh. Bởi vậy vợ tôi khổ lắm, vợ chồng có đứa con không lo, tối ngày xí soạn hoài, khổ bà này quá luôn. Trời, gì vậy mày đi đâu vậy? Trời, thằng quỷ Nina nào? Cái thằng quỷ nào mà nó đứng á? Ông nội mày thằng quỷ nào? Tao chưa kêu bà mày ra đâu mà xuất hiện vậy? Ông trời ơi là trời. Ông đứng đi cho con đụng con muốn chết luôn à. Trời ơi, con tưởng thằng nhỏ nào đây đứng đây chứ. Trời ơi, ơi. Từ từ lạ. Cái gì vậy Nina? Trời con mừng quá, con chạy vô báo tin cho ông nghe. Gì? Ông biết gì không? Trời ơi. Ở ngoài đầu ngõ. Trời ơi là trời. Ngõ làm sao? Trời. Hả? Con nói với ông là ở ngoài đầu ngõ kia kia đang có một người tìm ma. Còn ngủ ma con con xin ông nghe rõ rồi cho con thấy liền. Na 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 nói cái gì? Na nói gì hỡi đi na đi na, mày nói mày nói cái gì? Bệnh lâu năm mà giấu nè. Ai lâu năm? Mày nói chuyện với tao tụi muốn mày chết cha mày à. Ông vừa phải thôi. Mày nói cái gì từ từ tao nghe. Vừa phải thôi. Nói gì? Dù sao tụi còn cư vị ở đạo của tôi à, chứ. Mày nói lại tao nghe thôi. Nói cho ông nghe rõ ràng để cho ông bình tĩnh ông nghe. Mày nói đi. Ở ngoài đầu ngõ một công tử sang trọng kiếm ai? Tìm bà con. Hả hả? Biểu coi na. Chuyện gì mà ông run rẩy? Mày nói nhỏ quá tao không có nghe. Sao vậy? Mày nói có ai là kiếm bà mày? Ông nghe hả? Con nói lớn cho ông nghe. Nó nhỏ quá nè. Ở ngoài đầu ngõ có một chàng công tử đẹp trai giàu có. Kiếm ai? Vào đây hỏi thăm bà con. Hả? Cha chỏ. Ông con mẹ này bữa nay sanh tật ha. Giờ sao ông? Có trai gì? Đừng lé xẻ. Lụm lên con. Để con lụm. Chúc con gửi cho bá con. Đừng bỏ túi riêng nha. Cái này của con. Để đó tao. Túi ai của mày, tao quýnh mày chết à. Con mẹ này ngoại tình bằng tư tưởng phải không? Mày đứng mà chờ tao đừng đi nha. Ngồi đây ông thưởng cho. Có chuyện gì mày báo cho ông hay ông thưởng. Cho đi vô cho heo ăn. Ngồi đây con. Đang cái lụm. Ngồi đây. Má nói má nói. Mẹ ơi mẹ. Trời. Mẹ ơi bơ mẹ. Cắt giật. Số mấy? Cú họng bị nghẹt rồi. Số mấy? Có cần con vào kêu không? Số 7. Trời ơi. Số 7. Má nói. Má con nương à. Ai kêu tôi đỡ? Đó. Cô tôi đây. Đó, có nghe rõ không? Thôi mẹ. Già mà tí xỏn. Đồ già sánh sẻ. Tại sao ông nói tôi như vậy? Hả? Tại vì gì? Tôi còn yêu đời. Yêu đời hả? Tôi phải sửa soạn như vậy nè. Vậy? Để chi ông biết không? Vậy? Để ông không có vợ bé. Vợ bé hả? Tôi giả chạc. Chính giả chạc không bây giờ. Hả? Vậy? Sao ông vũ phu quá vậy? Bà tôi hiểu.
gì? Hồi nãy tôi ra ngoài đây, con Nina, ừ, con Nina nó vô nó báo có thằng nào kiếm bà. Hả? Thằng nào? Nói này, Nina. Nina. Dạ. Có Nina. Sao nói vậy? Dạ. Đừng vừa dối nha. Dạ thưa bà. Mày nói cho bà mày nghe. Bà ơi, con nói lộn. Mày làm gì mày khóc hoài vậy? Dạ. Ông nội mày chết rồi mày khóc. Sao bà đuổi con? Tao nè, tao lấy cột của nhà này. Nói cho bà mày nghe. Dạ, ha. Quay. Hả? Không có. Cái tay, ngón tay của tôi tự nhiên nó bị mỏi, chắc nó bị khớp. À bị khớp. À khớp phải không? Kể cho từ từ. Từ từ tôi bóp cho bà. Nghe hỏi nè. Dạ dạ dạ. Có sao nó vậy? Dạ có sao nó vậy? Ai? Ai vô kiếm bà mày? Dạ. Ai? Ai kiếm ta? Người nào? Người nào? Người nào hả? Hả? À trời. Chịu thua ông hả? Trời ơi. Bà này bị bệnh cái gì? Dạ. Nói này. Dạ giờ cho nói không? Ai? Sao con? Ai cho nói? Tao cho phép mày nói. Bà cho nói không? Nói cho tao. Kiếm bà. Dạ thưa bà, có một chàng công tử trẻ đẹp trai. Đẹp trai. Nói sao? Giàu có, sang trọng, đẹp nhất cái vùng này đến đây hỏi thăm bà. Trời ơi! Ôi trời! Dạ. Khôn bà. Vì nhân lý tan thương nhảy nghĩa nhân chắc nhất lăng thầm sao chẳng đi câu âm tình. Nói nào! Dạ! Ngoại tâm bằng tư tưởng bị ổi, bị ổi. Nói! Thằng nào kiếm bà? Trời ơi, tôi có biết người nào đâu. Nói tự nào. Nhiên, tự nhiên cái có một người ái mộ tôi, người ta kiếm tôi có biết được đâu. Con Na nó nói có một người đẹp trai kiếm bà. Dạ phải. Bà già hèn chi tôi nói bà gần cả bao nhiêu ngày nay. Chắn mặt tôi, bà sửa soạn lắm thấy không? Ngoại tình bà... Ông nghĩ coi. Vậy? Tôi mới có 16 tuổi mà sửa soạn già làm sao? Ai nói bà 16 tuổi? Ủa nó lộn, 61 à. Mới có 61 rồi ha. Mai kiếm bà. Còn nhỏ hiếu à hả? Bà nhỏ hả? Chứ gì nữa. Bà cái nước có nước là bị vú ép bây giờ nọ. Ai kiếm? Thì ai kiếm cho vô đi. Nà con. Cho vô không bà? Ai kiếm? Cho nói à. Đẹp à? Đẹp. Công tử bà. Trẻ. Đẹp hơn ông không? Dạ đẹp hơn ông nhiều. Phải không? Trẻ hơn ông nhiều. Tại sao kiếm tao không kiếm kiếm bà mày? Ai biết đâu. Mời công tử vô. Vô vô lẹ lẹ đi. Đi đây. Nghe. Dạ công tử ơi. Công tử kiếm cắn đại. Trời ơi. Hồi hộp quá. Vô công tử. Quá khổ bà. Vô lạ lượng. Trời ơi sao bỗng nhiên. Vô đây vô đây. Tôi. Dạ thưa bà. Dạ đây nè. Dạ. Em xin kính chào công tử. Công tử. Rồi. Công tử hả? Nó xúc của tôi. Trời ơi trời. Đồ. Ông vừa vừa thôi chứ. Đồ con quỷ xà mau. Tôi nói cho ông biết nha. Ông vừa vừa nha. Hôm nay tôi là người có xá lắm nha. Nhìn. Lớn tuổi rồi. Gặp trai làm gì kì? Anh xin chào công tử nha. Làm gì? Trời ơi. Cái đó là cái phép lịch sử xã giao mà. Nhưng mà tôi nói bà lớn tuổi rồi, biết chưa? Nói chuyện với ông nít của đàng hoàng. Tôi chưa thấy mặt. Tôi nghe nói người ta ái mộ đến tìm tôi. Ông hiểu không? Trời ơi, thì mình phải lịch sử. Thì nói đây, nói chuyện người ta đi. Dạ. Dạ con xin ra mắt bá phụ và bá mẫu. Dạ. Con xin. Ở đây có chị thôi chứ không có mẫu. Vị sư à. Thấy chưa? Bắt quả tang thấy không? Hay không? Đứng ra. Na. Dạ. Nina. Dạ có con. Nina Nunu. Dạ có Nina. Mày giữ bà mày lại tao. Dạ con sẽ giữ bà lại. Mày nắm tay bà lại đi. Đâu mày cột tay bà lại tao. Dạ để bà này bà hay ăn thịt nít lắm á. Để cho tao. À ha. Dạ. Chào vị công tử. Dạ. Chẳng ai công tử từ được phương xa nào tới nơi dinh của lão phu vậy hả công tử? Dạ. À. Xin bá phụ và công bá mẫu. Công tử cứ nói đi, đừng có gì e ngại. Ủa cha, mà đánh được đánh hoài sao vậy? Đâu, đâu mẹ, móng chuồng. Mình nuôi bà chê tôi. Bà nhìn tôi cũng đẹp lắm mà tại sao bà chê tôi? Chàng ơi, thiếp đâu có yêu chê chàng đâu. Bà nhìn tôi ơi, bà như là Tây Thi. Còn con tôi... chàng là Phạm Lợi. Tây Thi. Phạm Lợi. Tây Thi. Nghèo mà ham.
Trời ơi, lão bá ơi. Thương em lắm. Lão bá có sao không lão bá? Lão bá ơi có sao không vậy? Hai vợ chồng bị khùng người té giếng mà. Dạ. Bà nói bà Tây Thi hả? Người ta Tây Thi ta đẹp lắm, còn nhìn bà có nước là Cương Thi á. Nghe Tây Thi ham Cương Thi. Con từ đâu tới đây? Khá dạ. Nói lại cho lão bá. Dạ. À. Hồn ma thính nữ à. Hồn ma thính nữ à. Ông dạ. Nói tôi Cương Thi. Giỡn chơi ông chút cho vui nhà vui cửa thôi chứ. Đi nào ông Nina. Nhà có con. Nhà mình có yêu quái. Yêu quái ở đâu ông? Nó nè. Đâu nào? Phải đây không? Mày làm gì vậy? Yêu quái. Đây nè. Mày cầm mở làm tao đi. Không phải, mày là bà con. Bà thấy trai bà xuất hình rồi. Nó xíu ban thịt mày với tao luôn à. Dạ. Công nhận đẹp trai á. Đẹp quá đẹp. Đẹp quá. Con thấy con muốn. Mày kêu bà đánh làm tao. Ước gì dạ. Ta trẻ bà lại. Ta còn chừng 20 tuổi. Bà 20 tuổi à? 20 tuổi à? Rồi lét cũng nghe vậy. Trời ơi trời của mẹ, nó muốn chồng quá rồi. Thông cảm cho ta có chồng rồi. Đào bá nha. Dạ. Lớn tuổi còn vui tánh lắm ha. Dạ dạ dạ. Còn người quê quán ở đâu? Dạ. Lý do gì mà ghé vô cho dinh của lão phu vậy? Dạ. Lão bá đã hỏi thì con đây xin trình bày sự việc. Nói đi con. Số là con vượt dẫm đường xa đến ở xa đó bà. Lâu cho lão bá được tường trí thế là sông phủ của con nước ta kia đã có lời giao kết cùng với quan viên ngoại nơi này. Phải không? Hôm nay con đến nơi này để gặp qua sông mà đường để tống trình qua mỗi lẽ tờ bác tự lâu rồi bao lời trao chùa tốn phân cách đây 10 mấy năm trước bác con làm bà tự bác tự liền gặp na phải không bà? Đúng rồi vậy chứ sao nè nghe dạ. Rồi dạ Đinh Phong. À Đinh Phong à. Đúng rồi. Ngày xưa là tờ bác tử nhân sách bà dạy ra rõ ràng. Là nhà Đinh Hương hai hồn rồi à. Giữa bên mình cùng mà với cha của Đinh Phong à. Cháu à dạ. Chừng thì à, anh em có chuyện như ta nhau rồi có làm mà tờ bác tử nhiều canh. Dạ. Vì thế cho hôm nay con giỏi giả đến nơi này. Nè, tới tờ bác tử niên cạnh cháu đưa ta xem kỹ lại rõ ràng thật ngơ như thế nào. Nhìn con cháu dạ. Ngày xưa là lão đê với cha cháu là anh em kết nghĩa dạ, lúc đúng. Hồi còn trẻ cứ hẹn với nhau tờ bắt tự niên canh dạ. Nếu mà anh mà sanh được gái bên đây sanh được à, bên đó mà sanh trai bên đây sanh gái dạ. Thì hứa hẹn lại với nhau là xuôi gia với nhau dạ. Vậy cho cha trước khi cha cháu là để rồi có để cái tờ bắt tự niên canh đến nhau không dạ à. Đây dạ đây à, là tờ bắt tự niên canh. Tôi nói thiệt ông nha, mới vừa vô gặp mặt đó là tôi biết con nhà giàu liền chứ sao. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trên đường đi sợ ăn cướp nên giả dạng thường dân đập bộ ăn mặc đồ cho nghèo để ta đừng để ý bà gì sao nữa. Bà nhìn bề ngoài quá bà, ta nhìn bề ngoài quá bà đứng đây mà để tôi Tiên Phong dạ người ta bắt xem tờ bắt tự nhiên canh nữa là đâu tờ bắt tự nhiên canh ra làm sao vậy chứ nào. À, bà ơi đúng đây rồi. Nè đúng nè. Là gia dấu ký tôi với bà ngày xưa bà nhớ không nè để thấy chưa chữ ký ông nè nè còn đi chữ ký của tôi nè ông thấy không trời ơi để đó bà cầm Đinh Phong mà dạ. Cái tờ bắt tự nhiên canh này á là lão bá đây cùng với bà của con đã hứa là phải giữ lời dạ. Cung tử bất chí ngôn dạ. Nhưng mà lão hỏi là song thân của con còn hay đã mất đưa lại cho thân. Đi nè đưa lại cho nó đi thì mình cầm dạ. Chi không dạ lão bá hỏi song thân của con rồi con ở đâu? Cha mẹ còn hay đã mất rồi?
gì vậy con? Lời phán ba máu tương tri. Một ngày kia cha của con lìa xa thế gian, con cũng coi trên đời một mình, giờ chẳng biết ngã đường nhờ ai. Giờ này con đến đây xin tâu trình cho ma máu đây hiểu qua tâm sự đời con, xin con khắc ghi trong lòng không bao giờ quên. Đinh Phong nghe bác nói nè, cháu vừa nói rằng cha mẹ cháu đã bị một cơn hỏa hoạn chết chết rồi. Dạ đúng vậy. Nhà cửa không còn, tài sản cũng mất luôn. Dạ. Vì vậy gì cháu không nhà cửa mới đem tờ này để đến đây cưới con tới qua nương con lão. Bà ơi bà nghĩ sao bà? Dạ. Nói vậy là ăn mặc vậy là thứ thiệt chứ không phải là bộ giả dạng hả? Mọi người ta chờ vào vị trái nhà hết trơn không còn. Hèn chi dạ. Nãy giờ đứng gần nghe mùi hôi gần muốn chết luôn. Thôi kìa bà, dù sao mình cũng là người lớn với nhau mà. Tôi nói dẹp. Không có rễ gì hết trơn á. Xe. Này bà nhìn cái tờ biết là đến cánh rồi. Đứng gần bên nhìn coi. Dẹp. Tôi nói cho ông biết, ông không thấy hả? Coi nè, ông nhìn bộ mặt coi. Trời đất ơi, cái con người sao mà mới nhìn qua thiệt là nghèo tàn, nghèo mặt, nghèo khạc ra trơ, nghèo ho ra máu, nghèo không gạo nấu, nghèo thấu xương mông, nghèo công xương sống, nghèo công xương sườn. Bà nè nè, tôi nói cho ông biết nha. Sao nè, bà? Đây lời phân tội bói dùng người. Người một đời không có giàu sang, người thương đi trong quá nghèo. Ta gửi là lời hãy nói đầu đôi cho chân bò. Bao lời phân con té đặng tường, nhờ ba mẫu bà tính cho. Yeah. Hai yên lòng chờ lão bà. Bà sao giờ ông nghĩ sao ông tính sao? Bà tôi nói bà nghe cái này, vợ chồng mình thủ thỉ có nhau, mình làm cái gì mình nghĩ cái đức cái hậu quả về sau. Ngày xưa mình cũng khổ, gia đình của anh chị Đinh đây giúp đỡ vợ chồng mình trong cơn hoạn nạn. Thì vợ chồng mình phải đền ơn đáp nghĩa người ta. May bây giờ chuyện đã xuôi đuổi rồi. Trời, quả quạng rồi. Bây giờ tôi bà nghe tôi bây giờ hay nghĩ chút tình của vong linh của anh chị, gả con tới qua nương cho ông Đinh Phong đi bà. Tôi nói cho ông biết, ngày xưa là ảnh chỉ là cha mẹ nó. Đúng rồi. Hai ông bà đã giúp đỡ vợ chồng mình. Phải rồi. Chứ bây giờ có đền ơn đáp nghĩa thì đền ơn đáp nghĩa cả ông bà kìa. Chứ con thằng này, trời đất con nhậm gì. Xin lỗi à, ngày xưa tôi không có đất sức mấy mà có người giúp đỡ cho tôi. Nhưng là ai là cái cột của nhà này? Là đây. Ông. Tôi có quyền. Nhưng mà tôi là người có tiền.
thế nào? Bà nhất định phải không? Bây giờ ông nghĩ sao? Có cần cho con mình ra gặp nó không? Bà đợi tôi xíu. Đinh nói Phong. Là nói cho để ăn thua nó. Bây giờ là ép dầu ép mỡ chứ ai nợ ép duyên. Bà sao con? Thôi được rồi bác á. Thôi kêu cô ra đi. Bác ủng hộ cháu. Để cho qua nương ra đây nói chuyện với cháu. Có chuyện gì còn có bác đây, thấy không? Cô lựa lời mà nói cái nhau. Bà cái miệng bà vào chứ cái tâm bà tốt lắm. Nha ông con, nói chuyện ra đi. Qua nương. Dạ. Ra cha mẹ bảo con. Dạ dạ thưa cô. Dạ, thưa cha mẹ gọi con điều kia dạy bảo. Kìa, con gái cưng của mẹ. Nè, mẹ nói con nghe nè. Ủa, rồi ông không nói vậy luôn hả? Tôi nói là tất cả nha, tôi cho biết nha. Rồi qua nương. Cha mẹ, nói. Cha mẹ cho con gọi con có chuyện gì? Bây giờ cha nói con nghe. Cái này là cái chuyện nghe là cách đây là mười mấy năm trước rồi. Giữa cha và mẹ đi cũng có sự giúp đỡ của gia đình bên họ Đinh. Nhưng cha mẹ cứ làm tờ bắt tự niên canh khi con lớn lên để gả chồng cho con. Mưa nay là công tử Đinh Phong đến đây đem cái tờ bắt tự niên canh đến đây để hỏi cưới con đó. Ý con thế nào? Dạ thưa cha mẹ, cha mẹ nói vậy thì áo mặc sao qua thấy chưa? Con tôi giống tôi thấy không? Nhưng mà cha ơi, nhưng mà cho con một lần diện kiến. Diện kiến ai? Diện kiến người đó đó. Bà sao cho diện kiến ra? Diện kiến hả? Dạ. Nè. Nó chịu rồi con. Mẹ nói cho con nghe. Nghe lời cha lão ơi. Con ơi. Con nghe lời mẹ. Công tình mẹ tạo con ra. Mẹ cố làm sao cho con lớn lên con đẹp cũng như mẹ. Thôi mẹ. Mà bây giờ con nghe lời mẹ. Dạ. Con lấy chồng. Con đừng có ngu gì mà con lựa những người chồng nghèo chồng xấu. Thấy không? Con bắt chước như mẹ vậy nè. Con biết không? Mẹ lấy chồng á phải đẹp trai. Giống như tôi phải không? Giàu có. À như tôi phải không? Vậy đó. Trời ơi con ơi. Con mà thấy thằng này rồi bảo đảm con hả? Con chán chết luôn. Sao vậy cái mẹ? Cái thằng gì đâu mà nó nghèo cái kiểu gì nó nghèo. Thật là nghèo. Nó nghèo xong nó dành hết trơn. Nó không chừa cho ai nghèo hết trơn. Mẹ ơi bụng nghèo lắm ha mẹ. Trời ơi con biết đứng gần nó hôi mùi chuột chết lắm. Nè mẹ nói con khéo nhờ không? Dạ. Thôi con lấy chồng chứ không phải mẹ lấy chồng. Mà con nên nhớ, con có lấy chồng á thì con nhớ con lựa người nào giàu giàu nha không con. Chứ con đừng lấy người nghèo khổ nha không con. Dạ con nghe lời mẹ dạy. Đừng thèm đẹp trai nha con. Có tiền là con. Được cho con đẹp trai. Không thôi mà được đâu con. Như thế nào? Công tử Đinh Phong đây à? Dạ thưa tiểu thơ, tôi chính là công tử Đinh Phong. Bà đợi ngồi đây nè bà. Để tụi nhỏ nó nói chuyện. Bất mùi chưa công tử là công tử Đinh Phong. Dạ. Nghe tôi nói nè. Nghĩ sao mà hôm nay lại định cưới tôi về làm vợ? Dạ à. Công tử hãy nhìn lại xem. Tôi là tiểu thơ trăm anh đại cát, còn công tử là đồ nghèo hèn mạt. Trong thân người xác sơ, hai nên quay về. Đừng nói yêu đương giữa nơi đây. Tình nghĩa đôi ta chịu trăm năm không còn. Duyên tình đôi ta xin công tử hãy về đi. Thân tôi nghèo xác sơ, phải thân tôi biết thân tôi rồi. Đâu bao đời gây điều cay đắng, trời ơi gây chi trắng ngang ly biệt. Tôi cần hầu cho đồng của tôi. Công tử nghe tôi nói nè, muốn vào nhà này thì phải là một công tử giàu có mới sánh cùng tôi được. Công tử à, sen là sen, súng là súng, sen với súng không ở chung một bồn. Gà là gà, phụng là phụng, gà với phụng ai chàng và ai thiết. Đúng rồi, gà với phụng ai chàng ai thiết. Đĩa đói mà đặt đeo chân hạt. Quỳnh ơn, đợt cái mặt đĩa mốc và đợt trời mắm sơn. Bà quỷ, bà quỷ,
ơi là trời ơi. Ôi nhục nhã chê sao hơn. Thôi thì ta mau trở lại dinh trung mình là sống mà cách na cơ hàng xin kêu biết Đinh Phong. Đừng là đừng xa đi, hãy nghe mấy lời ta xin con chứ không ai thương lấy gì để con cùng ai cùng với ai duyên tròn đúng mai họ đã khinh khi chê bai thân này. Trời mơ mông thì hãy ở lại nơi đây cho trọn nghĩa kiên bằng lão bá. Dù sao cha cháu với ta cũng là bạn nghĩa thắm tình, cháu đừng nghĩ câu tiền bạc dù sao là chỉ là vật ở ngoài thân. Nay cháu đã xa cớ rồi thì bác biết phải làm sao. À làm thôi, cháu ở lại với hồ thủy tà dẫu có chi đâu bác đừng nên lo ngại, mỗi sự điều chi bác nhớ yên lòng. Đừng có lo, cháu đừng lo nữa. Lão ba, lão ba ơi, nghe bao lời tỏa phân, con đây sướng vui trong lòng. Giờ đây ở nơi này, ở nhà nhà kia, con đây sẽ lo tính tư trao dồi. Đến một ngày kia thân đã được sang rỡ dần. Con ơi, mấy lời lão cháu chướng nản lòng mà rồi thôi nơi đây. Trời ơi, chỉ vì đã kim ngân pha được lễ mà thôi. Dù sao lão cũng có tình có nghĩa, cháu hãy an tâm ở nơi hồ thủy ta. Mỗi đêm bác đêm đêm sách đèn mờ. Lời lão ba vân qua con vô cùng cảm động. Ôi tấm lòng lão ba quá cao thương. Mai đây công tội danh thành, con đây nhớ mãi lòng này khắc ghi. Bác biết mà, bây giờ bác á là cái cổ của trong nhà. Như mọi sự là nói đúng ta hơi sợ bà chút định. Nhưng mà lão ba ơi, con sợ ngại có một điều như thế này nè. Bây giờ á, tiểu thơ á, với lại là ba mẫu không có ưa con vậy rồi. Mà nếu như con ở đây á, có gì rồi mà lão bá che chở giùm con. Không chơn sao, con là, bây con... giờ ở trong dinh phủ không được. Dạ. Thôi mày ra hầu thủy tạ đó.
Dạ con biết. Ông có cái hồ cá cho đó. Dạ. Con ở đó đi, mỗi ngày bác kêu con Nina. Dạ. Nó đem sách nè, đem cơm cho nấu ăn. Dạ. Đáng học thành tài đi. Dạ. Sau này là con giàu khó rồi thì bả thay đổi liền à. Dạ. Nghe không? Đừng dạ. đi nghe cháu. Nếu cháu đi bác buồn lắm. Dạ. Ở đây nha con, đem dạ. kêu Nina đem cơm cho con nha không? Dạ dạ. Nè, ở đây nè, bây giờ đã còn vào trong ha. Dạ. Vào trong đi rồi thay đổi suy mi rồi bắt đầu là đầy ra đây là hồi thủy tạ bác chỉ cái hồi thủy dạ. tạ nè. Đây thủy tạ nha con. Dạ, nhớ dạ, nha. Dạ 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 con nghe rồi đó bác. Sao mãi đến giờ này mà Trương Lan chưa tới? Trong bóng ai mơ mà mong thôi. Người tướng gian cuối nhờ sự rủi dũng của giải ngân.
không thể bao giờ lìa xa. Nàng ơi, tình ta sáng son không hề phai, dù trăm năm mà có lá lai chung tình nàng. Xin chứng trên cao dài nguyện thế cùng ai cho kiên mãi chú. Tình son sắng không bao giờ phai, sống nhưng anh vẫn nguyện cầu cho mối duyên đầu. Ta ước mong sao đó giờ đây dòng ta dùng vân tưới nước cho cánh hoa đào khoe sắc hương tỏa ngạt ngào tô điểm cho trần gian. Tổ quen ơi, ơi trong cuộc đời này ta sẽ đưa nàng đến hạnh và mê. Vì tình của đôi ta là tình đầu gian kỳ, keo sơn gắn chặt cho đến muôn đời. Qua trong đời cùng mãi sắc son không bao giờ lìa phai. Ta còn
giờ á, bây giờ ta nhớ nàng quá. Nhưng mà nàng biết không, cha mẹ nàng á khó lắm à. Bây giờ á, nàng biết không, mỗi lần muốn gặp nàng á, ta phải leo rào nè, leo qua tường nè, rồi nhảy vô cửa sổ mới gặp được nàng. Mà trời, bây giờ cha mẹ nàng khó, làm sao ta gặp nàng hoài được. Chàng ghê, nhớ nàng dữ lắm quá Nương ơi. Mà em nói chàng nghe này Nương, nãy giờ hai đứa mình nói chuyện đây cũng lâu lắm á. Không biết, mẹ... có ai nhìn không vậy ba? Em nói chàng nghe, hồi em sợ nói chuyện lâu quá cha mẹ đã bắt gặp á. Dạ. Nhưng mà em hẹn chàng là nha hôn, canh ba đêm nay chúng mình gặp mặt. Canh ba đêm nay nhớ nghe hôn, không để chúng em đợi mình gặp mặt. Canh ba không gặp không dễ nghe. Trời ơi, canh ba đêm nay chúng mình gặp nhau rồi tù ti tú tí. Nhớ nghe chàng. Nhớ, canh ba đêm nay ta sẽ gặp nàng tại Hồ Thủy Tạ. Hồ Thủy Tạ, lớn hay nhỏ? Thì Hồ Thủy Tạ nhà thấy con cái rồi. Con cái hả? Quên, ta tưởng nhiều cái. Nè, tố qua nơi. Ngồi nhìn nhau, ngồi nhìn nhau. Tôi nhớ nàng lắm. Chưa mấy tháng nay mới gặp được nàng. Lẹ đi cha, tới giờ á. Nhớ canh ba nha. Canh ba nghe không? Hồ Thị Tạ. Dạ. Ta đứng bên cái cọng sen đó nha. Dạ. Ta núp bên đó đó, nhớ nha. Nhớ nha cha. Không ra, không về à, không gặp không về. Dạ. Nha. Qua nương, qua nương. Bùi, thôi về, về. Ôi tâm buồn lo bao tháng năm, nhỏ thân này giờ mình đi tính xa. Kinh sớ nơi khoa trường ta cố gắng ngày đêm, trao sớ kinh ta trao dồi lòng thầm mà mơ. Bao nhiêu ngày ở Hồ Thủy Tạ này, anh nhớ cho cả hàng nha. Ta trao dồi kinh sự, lòng mà thì nhớ thương sông đường, còn lòng mà thì lo sợ cho ba phụ và ba mẫu. Không biết có hiểu mình rồi đấy như thế nào, sao trong lòng ta âu sầu nặng trĩu. Ô kìa, con cá vàng Hồ Thủy Tạ. Lạ thay, hôm nay lại có một con cá vàng bơi lội tới lui. Nó sẽ làm bầu bạn. Cá ơi cá, ngươi sẽ làm bầu bạn người ta nha. Cá ơi,
Trời ơi, vô tôi cười nữa hả? Con cá mà biết cười vậy trời. Cũng vui á. Thấy con cá bơi lội tung tăng như vậy á, chẳng khác nào giống như ta trên bờ nè. Ta trên bờ á, thì ta trên đó, ta cũng đi tới đi lui cũng có một mình, cũng giống như con cá, cũng giống như Mi vậy đó. Mi cũng có một mình bơi lội tung tăng nè. Ê cá, ê cá, nói nghe nè, nếu mà bây giờ á, ta với ngươi kết bạn, ngươi có đồng ý không? Có chịu không vậy? Hả? Rồi, chớp 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 mắt thì chị chắc đồng ý à. Trời ơi, thấy tội nghiệp quá trời luôn à. Nè cá ơi, chén cơm này ta ăn còn, ta có ăn mới nửa chén à, còn nửa chén ngươi ăn với ta nha. Nè. Ôi, nhìn con cá bơi theo dòng, lòng này ta thấy nhớ thương thương. Cá ơi, xin đừng rời bỏ nơi này mà cùng ta thức suốt khâu canh à. Chim trời tung cánh như mây hồng, lòng buồn buồn thương nhớ sông thơ. Hỡi ơi cha già, giờ hiểu chăng con thở, lòng con đã tan từng cơn. Nhìn nhà con cá Oh.